Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 đô top căn nát các bạn. Nát coi. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn cần click trong link mô tả dưới video mới đăng tác support các bạn. Rồi các bạn bấm vô start nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nè. ZBNHHB. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Sao cấp sai quá ai ta, 5H7 RLM. Rồi tiếp tục thì các bạn điều kiện thứ nhất là các bạn phải hold được một top cần nát này các bạn. Thì các bạn cần copy công chắc cho phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Rồi nha bạn, các bạn copy công chắc của mình, các bạn swap trên sàn Bankia Swap các bạn, các mua tối thiểu một token để đủ điều kiện tham gia chương trình góp này nha các bạn. Rồi các bạn dán con chắc nó vào. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản, bấm unbox. Rồi các bạn chọn về đây nha bạn. Rồi các bạn đây các bạn thâu một token, mình thâu hai đi các bạn, không có nhiều chứ. Rồi bạn swap nha các bạn. Rồi bấm confirm swap nữa. Rồi các bạn bấm chấp thuận nữa các bạn. Một tốc cần nó có khoảng 0.5 đô à. Rồi view scan. Để mình coi mình dán con chắc nó về chưa các bạn. Các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Ok đã về rồi nè các bạn. Đã swap được rồi nè. Con này 0.9 0.4 đô cho tục cạnh ta, 0.46. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up đây nè, bạn copy cái con chắc này nè các bạn, cái size này nè. Các bạn cũng dán vào trình duyệt chiếc chocolate của mình nha các bạn. Không biết được không, hay là connect trên MetaMask không biết. Sau khi bạn dán vào các bạn chọn connect nha các bạn. Rồi bạn bấm kết nối nè. Rồi các bạn bấm vào xin in nha các bạn. Đồng ý nè. Follow address. User follow. Rồi sau đó các bạn copy cái dòng tin nhắn này nha các bạn, cái dòng này nè các bạn. Sao chép đây nè. Rồi các bạn chạy qua unbox nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh nhóm chat nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn follow tại Twitter nè. Trên tại Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join Discord nè. Subscribe. Hầu 500 tập cần kép nát thì cộng 10 boy. Thôi mình join tiếp kênh Discord đi. Rồi bạn bấm vào đây các bạn, visit Discord nè. Rồi các bạn chọn. Rồi tất cả bạn chấp nhận là mời người ta bạn. Rồi trên Discord thì các bạn bấm vào một verify nha bạn. Đây có verify không ta, làm chatbot rồi bạn. Rồi các bạn copy chữ verify này giống tất cả các bạn trên đây nè các bạn. Mình sao chép đây thôi. Sao chép được ta. Rồi các bạn sao chép chữ verify các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn chỉ gỡ thôi các bạn. VC Pixar sau đó các bạn chạy dẫn bot nha các bạn. Rồi các bạn mong vào Black Inu nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Subscribe minimum chứ. Rồi các bạn vào đây các bạn follow minimum nữa. Rồi trên minimum nó thì các bạn follow thôi các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like 52 bài đi các bạn. MVP. Dự án này khá là tiềm năng. Rồi các bạn follow xong thì các bạn bấm vào Black to menu nữa.
tiếp tục thì các bạn subscribe cái chít nha các bạn. Rồi. Trên cái đít các bạn bấm chào son không mua tiền nha các bạn. Rồi các bạn like nó cái nữa luôn đi các bạn. Rồi các bạn bấm cái nữa. Rồi các bạn bấm vào black to win nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn hầu, nếu bạn nào hầu 500 top càng này thì cộng 10 boy của mình không hầu, mình bỏ qua nhiệm vụ này các bạn. Rồi tiếp tục athlete to 20 boy follow của mk cap. Khi cái này thì các bạn farm xin lấy nó thôi đi, là b cộng 20 boy nữa. Nhiệm vụ nào làm được thì các bạn làm nha các bạn. Rồi vô đây các bạn visit trên của mk cap nữa, xem qua thôi các bạn. Rồi bạn after bullet luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên mà lách này. Bot này lót khá chậm quá. Tiếp tục trên trang coi cấp cô các bạn không vậy luôn. Mang mà níu quá các bạn. Rồi tiếp tục bằng visit trang qua cấp cô luôn. Các bạn cũng auto wallet luôn các bạn. Login ta. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn bấm vào black tu đây nu nè. Rồi tiếp tục thì subscribe kênh YouTube nữa nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn subscribe nha các bạn. Rồi kênh trên kênh YouTube nữa các bạn đăng ký nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Black nu. Rồi tiếp tục son tờ quýt nữa nè. Các bạn bắt đắp lên nè. Xoay sau kênh Calypso của nó nè. Các bạn đập lên nè. Rồi các bạn bấm vào kích lên Open menu. Rồi các bạn bấm vào Open menu thứ các bạn. Chess Shatter. Rồi các bạn bấm vào Chess Shatter menu. Ok, mình đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ nè các bạn. Chỉ còn là 2 nhiệm vụ là mình cộng được 9 boy nữa. Rồi bấm Blast Inu lên. Chết BC Red nè. Rồi Blast Inu. Như vậy là nó tự động, các bạn không cần khai báo địa chỉ các bạn. Tự động nó sẽ nó đã cập nhật địa chỉ mình gọi nha các bạn. Rồi mình sẽ test tơ nữa. Blast Inu nè. Airdrop nè, từ từ các bạn. Blast Inu. Tắt. Rồi bấm vào get link nha các bạn. Rồi các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm chúng tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo tụi mình nha.